Tiếp theo thầy sẽ chữa cho các em phần bài tập luyện tập. Câu số 1. Đánh dấu x vào các câu đúng. Các ví dụ sau đây là tập hợp. Ta có các bông hoa trên cây. Tất cả học sinh lớp 6A. 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5. Thế thì tập hợp chính là các bông hoa trên cây và tất cả học sinh lớp 6A. Như vậy ta có D là đáp án đúng. Câu 2. Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 10 và nhỏ hơn 14 thì sẽ phải là 11, 12, 13. Và các em nhớ rằng tập hợp thì phải được biểu diễn bởi các phần tử được liệt kê trong ngoặc nhọn đúng không? Thế thì ở đây ta có đáp án là C. Được chưa? Đấy. Câu 3. Tập hợp có vô số phần tử. Tập hợp có thể không có phần tử nào gọi là tập rỗng, có một phần tử, có nhiều phần tử và có vô số phần tử thì tập hợp các số tự nhiên sẽ có vô số phần tử. Các số lẻ hoặc các số chẵn thì đều có vô số phần tử. Vì em không thể liệt kê được hết các số tự nhiên lẻ hoặc số tự nhiên chẵn vân vân. Thế thì ở đây ta phải chọn đáp án D là cả ba tập hợp trên đều đúng. Bài 4. Cho cái dòng tập hợp các cái chữ cái thì người ta hỏi xem nó là tập hợp của gì, của cái cụm chữ nào? Ở đây ta có toán lớp 6 này. Toán lớp 6. Cái này được này. Soạn toán thì ta thêm từ soạn đúng không? S O A N. Cũng đúng này. Đúng chưa? Tập hợp ở câu A là tập hợp con của tập hợp ở câu B. Tập hợp ở câu A là tập con của tập hợp ở câu B. Đúng chưa? Đấy. Thế thì ở đây ta sẽ chọn được đáp án C. Đó là câu C là câu đúng. Bài 5. Cho A gồm hai phần tử là 0 và 1. Các em để ý này, ở đây là đang bị gõ sai. Nó phải là chấm phẩy. Được chưa? 0.1 chứ không phải là phẩy nhá. Đấy. Người ta hỏi xem là ký hiệu nào là đúng này. Rỗng là tập con của mọi tập hợp như vậy rỗng thì phải dùng ký hiệu tập con Các em không được dùng ký hiệu thuộc hay không thuộc Như vậy ở đây hai đáp án này sai ký hiệu Rỗng là tập con của gì đây Của tập hợp A Đúng không Và không Thì thuộc tập hợp A đúng chưa Không thuộc tập hợp A Như vậy ta có đáp án C và đáp án D là đúng Đúng chưa Hoặc cũng có thể Cái đề này Ban đầu đề nó đúng bởi vì người ta đây là người ta lấy số 0,1. Nếu theo cách cũ, cách đầu tiên viết đề vì thầy nghĩ đề bị gõ sai thì thầy 0.1 thì gồm hai phần tử là 0,1. Nhưng cũng có thể hiểu đây là 0,1, số 0,1 thì nó sẽ khác với số 0. Và nếu người ta viết như này thì sẽ là mức nâng cao để lừa các em. nên nếu viết là 0,1 thì ta chỉ có thể chọn đáp án C mà thôi. Viết 0,1 thì ta chỉ có thể chọn đáp án C chứ 0,1 thì đây là không thì không thuộc a là à, thuộc a là không đúng được chưa Đấy. tiếp tục sang bài 6 cho n là tập hợp số tự nhiên n sao là khác không này thế thì ta có n sao phải là tập con của n n sao phải là tập hợp con của n được chưa số phần tử của n sao nhỏ hơn số phần tử của n đúng không N sao sẽ không lấy số 0 còn N thì có lấy số 0, như vậy số phần tử của N sao thì nhỏ hơn số phần tử của N. Được chưa? Đấy. Như vậy ta có thể chọn được cả đáp án B. Số phần tử của N sao thì nhỏ hơn số phần tử của N. Bài 7. Liệt kê các phần tử của tập hợp A. Người ta cho x là số tự nhiên dương 0 nhân x bằng 0 thì số nào nhân với nhân với 0 trả bằng 0 đúng không? Số nào nhân với 0 bằng 0? Do đó là gì? x sẽ là một số tự nhiên dương bất kỳ, 1 2 3 vân vân thì ta chọn được đáp án C. Đúng chưa? Tiếp tục sang nội dung của phần số 2. Điền ký hiệu thích hợp cho tập hợp A là 3 9, điền ký hiệu thuộc hoặc là tập con vào ô. 3 thì là thuộc A. 9 thì là thuộc A. Phần tử phải là thuộc. 3 mà đóng mở ngoặc nhọn này là tập hợp thì tập hợp 3 có một phần tử 3 là tập con của A. Có một phần tử 3 là tập con của 3 và 9. 3 và 9 này cũng là tập con của A. Và rỗng thì là tập con của mọi tập hợp rồi thì rỗng là tập con của A được chưa? Bài 2, điền ký hiệu này. 0 1 2 thì 2 thuộc 0 và 2 là tập con của A. Nhưng 20 thì lại là không thuộc. Đấy, người ta viết lừa mình là 20 đấy. 0 1 2 thì là tập con của A. 2001 thì không thuộc và rỗng thì là tập con của A. 0 thì phải là thuộc thuộc A. Đấy. Thì thầy nghĩ rằng cái phần mà dùng ký hiệu thuộc không thuộc và tập con thì các em đã làm được rất là chắc rồi Đúng chưa Tiếp theo là ta sang đến phần thứ ba Đó là phần bài tập tự luận Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử Thì ta có gì A là tập hợp các số tự nhiên mà lại lớn hơn 18 nhỏ hơn 21 thì A gồm 19 20 đúng không? B là các số tự nhiên dương và nhỏ hơn 4 thì ta có 1 2 3. Và C là các số tự nhiên lớn hơn 35, lớn bằng 35 nhỏ hơn bằng 38 thì ta có 35 36 37 38. Được chưa? Đấy. Tiếp tục ta sang nội dung của bài 2 sang lợi dụng của bài 2. Dùng 3 chữ số 368 viết tất cả các số tự nhiên có hai chữ số, mỗi chữ số viết một lần. Gọi B là tập hợp các số tự nhiên được viết thì ta viết B luôn này. 36, 63, 38, 83, 68, 86. Được chưa? Mỗi chữ số viết một lần thôi nên em không được viết số 33, 66 và 88. Được chưa? Đấy. Như ở đây B có mấy phân tử? B có 6 phân tử. Được chưa? Thì đấy là nội dung bài 2 rất là dễ. Sang đến bài số 3. Sang đến bài số 3 là gì? Cho tập hợp A gồm các chữ A, B, C, D, O, E, U. Hãy viết tập hợp con mà của A mà mọi phần tử của nó đều là nguyên âm. Thế các em còn nhớ nguyên âm không? Nguyên âm là A, E, I, O, U đúng không? A, E, O, U. Đây là tập hợp A gồm các nguyên âm. Thế nữa thầy sẽ đổi đi. Sang tập hợp B đi. Và tập hợp C thì gồm các phụ âm. Phụ âm sẽ là B, C... D đúng không? Ý thứ ba là viết tập hợp con có hai phần tử trong đó có một nguyên âm và một phụ âm. Thế thì cái này nó rất là dài. Tập hợp con có hai phần tử mà một nguyên âm một phụ âm thì có thể là a, b, a, c hoặc là gì e, b, vân vân. Có rất nhiều. Đấy các bạn cứ ghép một nguyên âm với một phụ âm ghép nguyên âm với phụ âm thì ta viết được khá là nhiều. Do đó thôi, cái này thì các bạn sẽ tự viết cho thầy. Tổng cộng có tận 12 tập hợp con liền cơ. Được chưa? Đấy. Bây giờ ta đến với nội dung của bài số 4. Cho tập A gồm 3 phần tử là 4, 5 và 7. Hãy lập tập B gồm các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau từ tập A. Biết rằng tập hợp A là tập con của tập hợp B. Đúng hay sai, vân vân có ba chữ số khác nhau nhé Các em lưu ý ba chữ số khác nhau đấy B bằng số 457 Số 475 Chứ không được lấy 444 457, 475 này 547 574 745 754 Đấy, như vậy ta liệt kê được tập ở B Và người ta bảo rằng A là tập con của B thì là sai A không phải là tập con của của B. Vì A là các số có một chữ số, còn B là các số có 3 chữ số. Đúng không? Tìm tập con của hai tập hợp A và B thì số tập con của A là 2 mũ 3 bằng 8. Nhưng số tập con của B là B có 6 phần tử đúng không? Thì phải là 2 mũ 6 Được chưa? 2 mũ 6 thì sẽ bằng 64 Tập con Vì 2 mũ 5 là 32 2 mũ 6 là 64 Thì nếu liệt kê ra thì ta sẽ phải liệt kê đến tận 64 tập con của tập hợp B liền Nó rất là nhiều Được chưa? Do đó ta chỉ viết số tập con nó mà thôi Được chưa? Tiếp tục ta đến với nội dung của bài số 5 Ta đến với nội dung bài số 5 cho tập hợp A gồm các phần tử 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tìm các tập hợp con có 3 phần tử của tập A sao cho tổng các chữ số trong mỗi tập hợp đều bằng 15. Đã có 3 phần tử lại mà có tổng bằng 15. Thế thì kem phải liệt kê ra xem là có những cái số nào. Đúng không? Những cái bộ số như nào mà có tổng bằng 15 đã. Thầy sẽ liệt kê ra góc này. Tổng là 15 này. Được chưa? ta sẽ liệt kê được bộ số thứ nhất này. 1, 5, 9. Tổng là 15 đúng không? Đấy. 1, 5, 9 này. Mấy nữa? 1 không thể ghép được số nào nữa đúng không? Thì tiếp tục ta sẽ đến là 2. Gì? 2 thì sẽ gì? 2 với 9 thì 11. Thì sẽ là 2, 4, 9. Đúng không? 2, 4, 9 này hai được không? 268 sáu tám cũng được 258. năm tám hai năm tám đúng không? được chưa? hai được chưa? đấy 258 năm cứ miễn đảm bảo là tổng ba số này bằng 15 là được hết chưa? 267 rồi không thể ghép được 256 hay gì nữa Thì bây giờ ta lại đến với gì 3 3 với số nào 3 với 9 Thì phải ghép với số 3 Thì không được 3 phần tử này phải khác nhau mà đúng không Thì ta có là 3 gì 384 348 Được chưa Đấy 348 rồi này Tiếp tục đến 375 3 5 7 Đúng chưa? Đấy. 3 5 7 rồi. 3 với 6 9. 9 với 6 mới 15 thì không được. Tiếp tục lại sang 4. Các em cứ lần lượt đi từ dưới lên trên, được chưa? 4 với với 2 với 9 thì 2 4 9 có rồi. 4 với 8 13. 4 3 8 có rồi. 4 5 6 15 Đúng chưa Đấy Tiếp tục với 5 Thì ta có 519 có rồi 528 có rồi 537 có rồi 546 có rồi Rồi ok Như vậy là ta đã liệt kê hết được gì Các cái nhóm có 3 phần tử Một tổng là 15 Thế người ta hỏi là tìm các tập hợp con có 3 phần tử của A Sao cho tổng các chữ số đều bằng 15 Có bao nhiêu tập như thế Thì đây chính là cái việc ta vừa liệt kê rồi đúng không thì ta có các tập hợp là 1 5 9 2 4 9 vân vân, chính là những cái ta vừa liệt kê thì bây giờ ta chỉ cần đóng mở ngoặc nhọn cho nó thôi, thì ta đỡ phải viết lại. Được chưa? Các em chỉ cần đóng mở ngoặc nhọn lại thì ta sẽ được các cái tập hợp mà có tổng là 15. Thế thì có bao nhiêu tập đây? 2 4 6 7 đúng không? Có 7 tập hợp đúng chưa đấy như vậy. nội dung của bài 5 là bài khó đấy vì các em phải liệt kê sao cho tổng ba chữ số bằng 15 được chưa đấy. như vậy là thầy đã chữa xong cho các em toàn bộ cái nội dung phần bài tập luyện tập được chưa và các em cố gắng là ôn luyện thật tốt cái kiến thức của bài 1 này thì để sang những bài sau thì mình sẽ gì sẽ dễ dàng học các kiến thức mới hơn bởi vì nếu ngay từ đầu các em lơ là chủ quan nhất là trong cái giai đoạn dịch này thì càng vì sau kiến thức của em sẽ càng càng bị thiếu hụt và dẫn đến là gì mất gốc được chưa buổi học của thầy hôm nay đến đây là kết thúc tạm biệt các em nhé